Bỉ với Morocco 20 giờ ngày 27 tháng 11 năm 2022, lượt hai bảng F World Cup 2022. Trong ngày ra quân tại World Cup 2022, Bỉ đã được ca khúc khải hoàn với thắng lợi tối thiểu 1-0 trước Canada. Tuy nhiên, chiến thắng của Bỉ để lại nhiều nỗi lo hơn là niềm vui, khi mà đội bóng đứng thứ hai trên bảng xếp hạng FIFA đã có một màn trình diễn vô cùng thiếu thuyết phục. Trong suốt 90 phút thi đấu tại Ahmed Bin Ali Stadium, Quỷ Đỏ chẳng những không chứng tỏ được vị thế của đội bóng chiếu trên mà còn liên tục bị lấn lướt. Con số thống kê không hề biết nói dối khi đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez chỉ kiểm soát bóng 54%, tung ra được 9 pha dứt điểm và để đối thủ anh tạt cầu môn tới 21 lần. Nếu không nhờ tài năng của thủ thành Thibaut Courtois với pha cản phá 11m thành công cùng hàng loạt tình huống cứu thua khác, Bỉ có lẽ đã phải chấp nhận mất điểm hay thậm chí là trắng tay. Nếu cứ chơi như những gì đã thể hiện ở lượt trận mở màn cũng như trận thua Ai Cập ngay trước thềm vòng chung kết, rất khó để Bỉ có thể khuất phục được Morocco, đội bóng được đánh giá nhìn hơn Canada và mạnh chẳng kém gì Ai Cập. Chưa từng vượt qua vòng bảng ở cả 5 lần tham dự World Cup trong quá khứ, nhưng Morocco đã cho thấy rằng họ hoàn toàn đủ khả năng làm nên lịch sử trên đất Qatar. Ở lượt trận mở màn, Morocco đã thi đấu rất tốt và có được một điểm xứng đáng trước Croatia. Với lối chơi giàu sức mạnh và đầy tính kỷ luật, Morocco đã khiến hàng công của nhà đương kim Á quân im tiếng và chỉ tung ra được vỏn vẹn 6 pha dứt điểm. Không chỉ chắc chắn ở khâu phòng ngự, Morocco còn tỏ ra vô cùng nguy hiểm trong các tình huống lên bóng chớp nhoáng, có sự góp mặt của những cái tên nổi bật như Hakim Ziyech, En-Nesyri hay Achraf Hakimi. Đây chính là lý do khiến Croatia không dám mạo hiểm dâng đội hình lên quá cao. Cũng cần phải nói thêm, trận hòa Croatia là trận bất bại thứ 8 liên tiếp của Morocco và là lần thứ 5 liên tiếp họ giữ sạch lưới. Tuy nhiên, để có tấm vé vào vòng trong sớm nhất trước khi đối đầu với Croatia ở lượt trận tiếp theo, khả năng cao Bỉ sẽ chơi tấn công nhằm mục tiêu 3 điểm. Với kèo châu Á Bỉ chấp 0.5, anh em cân nhắc kèo trên.